Hello anh em, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2024 Cửa hàng lột máy cưa bọn em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật Bãi nội địa anh em nhé Con này nó là hàng 100% là đều hàng Nhật Bãi nội địa cho anh em Đó, và dòng này thì nó là hàng của Nhật trực tiếp thì Nhật trở đổ về anh em nhé Đấy, chứ không phải là hàng đã qua tay người Việt Nam mình sử dụng đâu ạ và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ D, D1 cho tới D8 có 8 con máy cơ xích cho anh em thoải mái sự lựa chọn luôn. Có phân chia theo thành ngay hàng nếu mà anh em sử dụng chuyên nghiệp thì anh em lựa cho em những con máy hàng bên trên này đây. Còn nếu mà anh em nhu cầu về sử dụng ít, nói chung là lâu lâu mới bỏ ra cắt tỉa cành tỉa nhánh một chiếc máy cơ mini nhỏ gọn thì có những con máy hàng bên dưới anh em nha. Và nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em thì bên em sẽ không bắt anh em phải cọc trước. Nên là anh em mua bán hàng của bên em thì hoàn toàn yên tâm, anh em ưng con nào thì hãy vui lòng tua kỹ video tua đi tới lại cảm thấy thật, thật sự ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng nhé và đọc cho em cái mã là nhỉ đây này là lô ngày hôm nay là chú D1 này D2 này D3 này đấy em có cái đề cái, cái, mã D như thế để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng ví dụ anh em ưng con nào thì anh chỉ bảo là anh muốn mua con D1 chẳng hạn hoặc là con D2 chẳng hạn hoặc là con D3 chẳng hạn hoặc là con D8 cái chẳng hạn là biết ngay anh em muốn đặt con nào anh em nhé và trong video ngắm thì sẽ báo giá công khai cho anh em luôn đây là cái tờ giấy này có dán lên phần tay cầm đây là giá thành của cây máy này anh em nhìn thấy chưa Đấy có báo giá chi tiết trên từng con máy rồi và bên em thì sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà và tặng kèm cho anh em là một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Anh em lấy con nào trong lô ngày hôm nay thì đều được bao ship hết nhá. Rồi đầu tiên là con D1. Đấy, con này nói chung là hàng máy to để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác nhưng mà giá lại cực kỳ rẻ cho anh em. Bởi vì tại sao ạ? Nói thật ra là con này nó nó hàng máy mới 100% chứ không phải là hàng bãi Nhật đã qua sử dụng anh em nhá. Còn từ con D2 cho tới con D8 này là hàng của Nhật bãi còn riêng con này thì nó là hàng máy mới 100% đập thùng đổ ra con này thì cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em thương hiệu Nakata con này thì công suất to nha công suất 68cc đây CS 6800 này nòng của con này là 45ml có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ con này thì công suất to để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác đấy ạ và dòng máy này thì nó là hàng máy trưng bày tại cửa hàng đấy nên là bây giờ còn mấy cây nữa thì cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em luôn. Đấy chứ con này con này nếu mà trong thùng đập thùng đổ ra ấy, thì cả chúng ta đang bán với cái giá là hơn 2 triệu nhá. Đấy nhưng mà nay bán thanh lý cho anh em 1 triệu 6 thôi. Đây lam con này thì nó dài 55 cm sử dụng là xài xích 72 xích lớn luôn nha. Con này thì có thể kéo được khoảng 57 đổ lại anh em nhá, lam 70 đổ về. Đấy. Con này thì nó sử dụng uh, xích là 36 mát này, theo máy nó là 36 mát lốc hợp kim nhôm luôn này. Sử dụng lỗ bô ba cửa xà này có hàm rồng găm gỗ đầy đủ này, có chụp giật trợ lực này, con này thì công suất to cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác anh em nhé Đấy. Hai chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, con này thì cân nặng cả lái máy cả ấy thì nó tầm khoảng 5 kg rưỡi đến 6 kg anh em nha. Đó. Nếu mà anh em nào mà nhu cầu về sử dụng khai thác keo, khai thác tràm đồ linh tinh nhá, hoặc là anh em nào mà sử dụng gia đình cũng được nhưng mà với cái tần suất mà anh em sử dụng nhiều đấy thì anh em lấy con này thì rất là thoải mái cho anh em về cắt tất cả các loại gỗ trong gia đình nhé anh sử dụng ít thì lấy con này thì cũng hợp lý cho anh em luôn vừa túi tiền cho anh em đấy mà anh em gọi chứ là dăm bữa nửa tháng bỏ ra cắt một lần ạ thì cần một chiếc máy cưa xích mini giá rẻ thì con này cũng phù hợp luôn anh em nhé không cần phải lăn tan luôn em bán rất là nhiều với cái dòng này rồi rồi qua con D2 là một con máy cưa xích hàng mini hàng của nhật bãi này anh em từ con D2 là con này thì nó là đều đến con D8 là hàng máy nhật bãi anh em nhé con D2 là một con máy cưa xích mini mang thương hiệu Tananka. Công suất của con này là 33cc. Đó, những con máy mà mini mà hiện tại máy mới đang bán ở trên thị trường ấy ạ. Những con máy mini nhỏ gọn mà tay cụt mới mới mà hàng của Tàu đấy anh em. Thì bên nó công suất bây giờ nó chỉ khoảng 25-26cc thôi anh em nhé. Nòng của nó thì nó 34-35 ly thôi. Còn riêng con này thì nòng của nó lên đến 38 ly và công suất của con này là 34cc à 33cc luôn. Giá bán một củ 8 anh em nha, 1 triệu 800 ngàn bao ship cho anh em Có núi mưa xăng phụ này, lam con này thì nó dài mặt cắt là 35 phân Đấy, và có xích mini sử dụng rất là bán trên thị trường cực kỳ nhiều anh em không cần phải lo rồi Con này thì nhỏ gọn nhá, cân nặng thì nó tầm khoảng chưa đến 4 kg thôi anh em Tầm khoảng 3 kg mấy cả lam xích xăng cụ cộ đầy đủ thôi anh em nào mà leo trèo trên cao cắt tỉa cành nhánh này thì anh em lấy con này rất là phù hợp nha và đặc biệt rất là bền và phụ tùng thay thế rất là nhiều đến hỏng hóc kẹt, bởi vì dòng này nó là dòng đời mới và dòng đang ưa chuộng tại việt nam nên là bán thị trường lên rất là nhiều phụ tùng đấy mà thích uh, bền bỉ với là một chiếc máy cưa xích mini nhỏ gọn này thì con này rất là phù hợp anh em nhé hoặc là anh em là lớn tuổi thì không cầm được những con máy nặng thì có thể những con này về cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh hoặc cắt tỉa cây cảnh đồ linh tinh ạ thì rất là phù hợp cắt những khu bằng bắp tay bắp chân bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhé đó còn uh, nếu mà anh em nào mà không thích hệ tay dài nhưng mà vẫn thích cái hãng đấy đây thì đây là một con máy hãng giống hệt con D2 nhưng mà con này thì nó thiết kế dạng tay dài anh em nhé công suất thì ngang nhau Công suất đều 33cc Đường kính chai bít tông là 38mm Lam con này thì phần mặt cắt là cũng 35 phân Còn tổng thể độ dài là 40cm Sử dụng là Xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều rồi Và dòng này thì nó cũng là dòng phụ tùng rất là nhiều Và sửa chữa rất là nhiều anh em nha Bởi vì dòng này nó là hệ đời mới Nên là phụ tùng trên thị trường kiếm rất là nhiều Không cần phải lo Có đúng không sang phụ đầy đủ này Hàng này thì nó giá bán 1 ,9 triệu 9 anh em nha Công suất mini cho anh em về cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đủ lại anh em nhé công suất 34 à, 33 cc đây made in Japan này cái này thì nó rách một tí rồi đây anh em nhìn kỹ ra made in Japan này đấy thấy không Đó, tình trạng máy móc đẹp liền mạch không có bể vỡ nứt nát gì cả làm thì chưa hề chóc sơn nhá nó chỉ mờ cái chữ đi một tí thôi không ảnh hưởng gì luôn đây, phần ốc ác này còn bảy màu nguyên anh em nhá nhìn thấy chưa con này thì hết chê rồi tình trạng máy móc đẹp xuất sắc cho anh em một củ chín bao ship D3, giá một củ chín anh em nhé à, Qua con D4 này là một con máy cưa mang thiệu Marujangma Đây Maruyama hàng của Nhật Bãi anh em nhé Công suất cũng 33cc hàng mini cho anh em sử dụng gia đình Con này thì nó thiết kế dạng tay dài cho anh em về sử dụng cắt tỉa cành về nhánh Cân nặng khoảng tầm hơn 4kg một tí thôi nha anh em nhé Rất là nhẹ nhàng cho anh em làm đi làm vườn làm rẫy này hoặc là anh em nào mà nhà rẫy nhiều đấy ạ Hoặc là anh em muốn cắt cành cà phê, cắt tỉa cành, tỉa nhánh Đấy, hoặc là anh cách tỉa cây cảnh Hoặc là về cắt củi nấu rượu đối tinh cắt những khu gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc bằng cái phích nước đấy ạ. Hoặc là anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại nhá. Thì con này cực kỳ phù hợp cho anh em luôn. Giá bán 2 triệu đồng và dòng này thì nó hàng có thắng xích khóa xích này. Đấy, có thắng xích khóa xích này, 2 triệu đồng nhá. Đây có núm song phụ đầy đủ cho anh em này. lam con này thì nó là dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 phân. Thấy không? Máy móc cũng tình trạng đẹp, liền mạch không có bể vỡ nứt nát gì cả. Hàng này thì nó cũng là hệ đời mới, phụ tùng thay thế rất là nhiều đến nó sửa chữa phụ tùng rất là nhiều anh em nhé. Anh em không cần phải lo. Rồi ra test đổ cho anh em nghe qua này. Cảo cái le này cái. Rồi. hơi cực kỳ chắc chắn luôn anh em này cực kỳ chắc chắn luôn nha đó. đó, D4 giá 2 triệu đồng anh em nhé Anh em ưng thì có thể liên hệ cho cả hàng chúng em Rồi và bây giờ là qua những con máy Mà để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp đây Lô này thì hàng khai thác Thì chắc chỉ có con D1 là để khai thác được thôi anh em nhé Còn mấy cái con này thì đa số Để cho anh em về sử dụng gia đình hoặc là gia đình chuyên nghiệp thôi Chứ còn để cầm đi khai thác Hoặc là khai thác tầm trung thì nó không phù hợp đâu anh em Bởi vì những con này là hàng máy nhỏ anh em nhé con này thì D5 là một con máy cơ xích Kyurit này 3200. Đây, made in Japan này. Thấy không? Hàng cam kết chuẩn zin đẹp, đẹp luôn anh em nhé Tình trạng máy móc quá đẹp quá mới cho anh em luôn. 2 triệu 6, 6 cho con này, con này đặc biệt có cái bầu chụp giật trợ lực này. Hàng này thì nó là xài chụp giật trợ lực nhá. Cái chụp giật trợ lực nó có tác dụng cho anh em cái thứ nhất là bền. Bền là cái đầu tiên rồi. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho anh em giật cây máy nó nhẹ nhàng. Cái này thì nó không cần phải dùng sức giật, anh em chỉ kéo dứt khoát lên là nó sẽ nổ đây nhá kéo hết hết dây của nó là nó sẽ tự nổ luôn còn đúng muốn sang phụ này đấy con này thì công suất 34 cc hai ốc chân lam nha lam con này thì dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nào mà sử dụng gia đình Cắn cũng gỗ đường kính khoảng tầm 20 25 hoặc là 30 cm đổ lại nhưng mà với cái tần suất mà anh em sử dụng nhiều đấy ạ Nói chung một ngày làm 5, 6, 7 tiếng liên tục đấy ạ Thì anh em lấy những con này thì nó sẽ phù hợp cho anh em hơn Và nó sẽ bền bỉ hơn Mà con này nó sử dụng là hệ nóng đứng anh em nhé Nòng là nòng đứng này, máy móc tình trạng thì đẹp rồi. Tem mát còn chuẩn chỉ này, anh em nhìn mẫu mã máy là biết rồi. Phần bô của nó đây còn trắng phau nhá. Đấy thấy không? 2 triệu 6 cho con này nha. Nó chủ giật trợ lực kéo rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, thấy không? Đây, kéo này rút tay này. Đấy, thấy không? Đấy là được thôi bởi vì nó thích hợp cái trục giật trợ lực nên là anh em chỉ cần kéo dứt tay là nó sẽ nổ không? không? cần phải dùng sức phụ nữ cũng có thể giật được luôn anh em nhá rất là nhẹ nhàng về cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhá Đấy, hoặc là anh em lấy cái con D6 này cũng được hai con này thì nó đều là nhà Kyurit nhà Echo Kiorit. nhưng mà dòng này thì nó là hệ đời mới này công suất thì nó cũng tương đương với con D5 cho anh em về sử dụng gia đình các cái đường kính khoảng tầm 20 25 cm đủ lại Đấy và con này thì nó có núi mương xăng phụ đầy đủ này, le gió le cũng là le gió tự động này. Hàng ngày thì nó là hàng hệ đời mới luôn anh em nhé Hàng hệ đời mới này là nó có cái tích hợp là cái chế độ eco này. Nó siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em. Và bền bỉ rất là nhiều anh em nhé Giá bán vẫn thế, em bán bằng giá con D5 2 triệu 6. Anh em lấy con nào cũng được. Đó, máy móc tình trạng cũng khá đẹp, khá mới cho anh em luôn, sử dụng hai ốc chân lam đầy đủ nhá. Con này thì lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 này xích sử dụng xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều đó, cân nặng thì tầm khoảng 4 kg hơn 4 kg hàng hệ nòng đứng anh em nhé Đấy. CS3611 anh em nhé Công suất cũng là 34cc cho anh em Về phục vụ sử dụng gia đình à, Với cái tần suất sử dụng nhiều nhá Tình trạng máy móc thì quá đẹp luôn rồi Không cần phải lán tan Rồi qua con D7 là một con máy cưa Cũng là đến từ nhà thương hiệu Echo Nhưng mà con này thì công suất to hơn Những cái con máy D6 và con D5 anh em nha Con này thì nó là hàng ngày D7 Công suất của con này là 36cc đó, và con này thì đang bán với giá 2 ,8 triệu tám anh em nhé Có tích hợp chụp giật trợ lực vẫn là chụp giật trợ lực đầy đủ này Công suất này, lam đặc biệt này, lam đầu là tinh luôn nhé Chứ không phải là bánh xe anh em nha I met in Canada này anh em thấy không Thấy chưa, sử dụng là xài này xích Mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều Lam dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 Giá bán 2 ,8 triệu tám Đấy, con này thì cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp thì hết sảy luôn anh em nhé hoặc là anh em về sử dụng cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 30 cm đổ lại đấy ạ, nhưng mà tần suất sử dụng nhiều. Hai ốc chân lam này. Hệ máy vẫn là nóng đứng anh em nhá, có chụp giật trợ lực này. À. ốc okay, còn gì đó giật rất là ngon nhẹ nhàng nhá thấy không đó cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp rồi cuối cùng là trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Estin hàng của Đức Metin Germany à, anh em nhìn thấy chưa con này thì nó là dòng Estin 021 giá bán 3 triệu 7 anh em nhé con này thì nóng 40 ly công suất 40 cc luôn có núm xong phụ đầy đủ này sử dụng hai ốc chân lam này lam dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 Thấy không? Con này sử dụng xích chín chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cư điện làm ốc làm còn vàng ươm luôn anh em nhá. Ốc làm còn vàng ươm bảy màu hết chê rồi đúng không anh em? Tay nắm giật này, tay nắm giật to này anh em. Nguyên zin của nó đấy ạ. Đây cái này thì em dọn em nổ thì nó bị nhớt nó chảy ra tí nó không ảnh hưởng gì anh em nhá. Đó, cái này là nhớt ở là cái lam xích nó bắn ra đây anh em. Không ảnh hưởng gì cả. D8 giá ba triệu 7 thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đó. Quá ok, quá xuất sắc luôn đấy chứ. Con này tình trạng này anh em nhìn đi cho. Đó. Làm. Quá đẹp. Một con máy cửa xích hàng Stein của Đức cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em sử dụng khai thác tầm trung nhá. rất à, giặt cho anh em cái qua. <laughs> Con này là ba củ 7 bao ship cho anh em nhá. Rồi anh em ưng ý con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng anh em nhá. Anh em chỉ cần đọc cho em cái mã như thế là được. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.